nên là lên cho các bác cái tông số 5 này. Tông số 5 này là giọng rất là bầu luôn các bác. Có video bố mẹ rồi trên kênh các bác nhé. Giọng bố mẹ số 5 rất là hay luôn. Đôi này up ngày 15 tháng 9. Đây, một đôi nguyên bản zin luôn. Hai con nằm chao đầu. Chắc chắn là một trống một mái rồi. Đúng tầm bón luôn. Chân cẳng không có kiểm tra kỹ hết rồi, không nội tập gì cả. Đúng tầm bón luôn nhé. Thì những cái dòng này là khi nó nở ra cái tầm 4-5 ngày này em mới kiểm tra chân cẳng hết rồi, không có lỗi tật gì nha các bác nhé. Đấy. Đôi này để cho các bác là 800k nhé.